Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết là mới hôm trước là chúng tôi có về liên tục những chiếc xe Kia Carens như thế này ạ. Đều là màu bạc, màu xám. Nhưng mà chúng tôi đăng lên là đã bán được ngay trong vòng khoảng 24 giờ là đã bán được ngay, chốt được ngay về chiếc xe rồi. Tại sao quý vị và các bạn có biết là những chiếc xe này sao lại đang bán dễ như thế ạ và hot như thế ạ? Vì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn vì sao nó lại bán dễ và nó hot đến như thế ạ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, đó chính là ở cái phân khúc xe này thì rất dễ bán, là nó do là giá rất là rẻ. Đấy, ở chiếc xe 7 chỗ, có lẽ đây là 7 dòng 7 chỗ mà rẻ tiền nhất rồi đấy ạ. Đi thì rất là tiện dụng và rộng rãi, option thì lại nhiều. Riêng về cái phần xe Kia thì quý vị và các bạn cũng đã biết được là option của nó rất là nhiều rồi ạ. Đây, thưa với quý vị bạn, chiếc xe với chiếc xe chỉ tầm 200-300 triệu đồng mà nó lại rẻ như vậy và nó lại option nó lại nhiều như vậy. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về. Bây giờ là nó cũng sát Tết rồi, cho nên là mua về cái là chúng tôi phải đăng, tôi bán ngay chứ không có thời gian nữa để cho quý vị và các bạn có xe đi Tết ạ. Chiếc xe này nó khác với phiên bản mấy hôm trước là tôi quay, đó là chiếc xe này là phiên bản số sàn. Số sàn 2.0 số sàn. Nhưng 2.0 số sàn này nó vẫn là cái phiên bản đủ quý vị bạn nhé. Nó có cả phiên bản thiếu, bản đủ. Thì chiếc xe này là phiên bản đủ đấy ạ. Phiên bản đủ nó có đầy đủ option rồi. Từ cửa nóc đấy, camera lùi, cảm biến lùi. Và đặc biệt nó là cái phiên bản SX đây quý vị các bạn ạ. SX là cái phiên bản đủ, phiên bản 2.0 đấy ạ. Đấy, rất là đủ đồ rồi. Tất cả là còn rất là mới, còn rất là đẹp ạ. Đây thì sau đây thì tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe Kia Carens này nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tháng 12 năm 2011 thưa với quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này đã lăn bánh được chuẩn là 15 vạn km rồi, cam kết đồng hồ chuẩn, không tua. Tại vì là chiếc xe này là tôi mua của những cái chỗ quen biết cho nên biết rõ cả nguồn gốc đầy đủ, cho nên là cái đồng hồ chuẩn là 15 vạn đấy ạ. Chúng tôi cam kết là không tua một km nào. Đồng hồ là chuẩn hết ạ. Và đây nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý vị và các bạn thấy luôn đây ạ. Xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm. Đấy, đèn pha bi xenon. Đấy, đèn pha là đèn bi rồi quý vị bạn nhá. Mà cái cặp đèn này quý vị và các bạn nhìn thấy chưa, rất là mới này. Chưa có bị và xước sát móp méo gì cả đấy. Cả hai bên, cả cặp đèn này nhá, đều rất là mới, rất là đẹp đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đèn đã được trang bị đèn bi rồi. Đấy. Nó khác với những dòng xe khác, Kia thì luôn bao giờ cũng option rất là nhiều. Đấy, và nhìn cái phần đầu rất là đẹp, đã đầy đủ cả đèn gầm. Đấy, và xi nhan đã được tích hợp trên gương. Gương chiếu hậu này là gương gập điện quý vị các bạn ạ. Và có cả cửa nóc đây ạ. Bản đủ này là sẽ có cả cửa nóc này. Điều hòa tự động. Đấy, những cái phiên bản đủ này nó khác với phiên bản thiếu ạ. Đấy. Và chiếc xe này vừa mới đăng kiểm xong đấy ạ. Tôi mua về là chủ xe mới đăng kiểm được mấy hôm là tôi đến tôi mua. Tất cả còn rất là mới. Và cái phần bên ngoài này nhá, tôi mua về mà tôi còn không phải sơn chiếc gì đâu quý vị các bạn ạ. Vừa mới rửa thôi. Tôi mua về buổi chiều hôm thứ bảy, nhưng mà hôm qua chủ nhật cho nên là tôi nghỉ. Hôm nay tôi đem ra quay từ sớm đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và cả cái la răng hoặc là dàn lốp này quý vị các bạn thấy đấy ạ. Cả một cái dàn lốp này còn rất là mới luôn này. Rất là dày. Đấy. Cái dàn lốp này thì hình như chủ xe bảo thay từ năm 2018. Đấy. Thay từ 2018 mà nó còn dày như thế này đấy ạ. Mấy năm liền nhưng mà không chạy nhiều, không chạy mấy đâu. Chiếc xe này chạy rất là ít ạ. Sản xuất 2011, đăng ký cuối năm 2011, tính ra thì chưa đến chạy được 10 năm đâu. Mới chạy được 9 năm thôi. 9 năm mà 15 vạn thì mỗi 1 năm chạy hơn 1 vạn, 1 năm chưa đến 2 vạn, nó ở cái mức vừa phải ạ. Đấy là cái đồng hồ mà chúng tôi cam kết là nó chuẩn đấy ạ. Và đằng sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi. Đấy, không có xước sát gì cả. Chiếc xe này rất là đẹp. Quý vị và các bạn mua về thì chỉ việc đổ xăng và chạy. Và thưa với quý vị và các bạn, phiên bản này là phiên bản số sàn, máy xăng quý vị các bạn nhé. Carens nó có cả phiên bản máy dầu đấy ạ. Đấy, và cả cái dàn lốp này rất là đẹp. Phanh đã trang bị hệ thống phanh ABS rồi. Và đĩa cả 4 bánh cơ. Đấy, đây là có cả đĩa cả 4 bánh này. Đi một vòng quanh xe rồi mà không thấy xước sát gì đâu. Chủ xe đi cũng chăm sóc rất là tốt ạ. Vừa bảo hành, bảo dưỡng hết tất cả luôn. Đăng kiểm lại xong là bán. Rất là đẹp ạ.
Tại vì là chiếc xe này chúng tôi mua ở những cái chỗ mà cũng là toàn của anh em quen biết thôi, cho nên là biết rõ nguồn gốc ạ. Thế mới dám cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ nguyên bản ạ. Chứ tại vì là mua xe cũ này, bây giờ nói thật với quý vị bạn, nhiều xe dân còn biết tua đồng hồ cơ. Dân đi rửa xe bây giờ là nhiều chỗ rửa xe nó cũng làm về cái phần tua đồng hồ, cho nên là trước khi bán là nhiều người là hay tua đồng hồ lắm nhá, kể cả dân chứ không phải là thợ đâu quý vị các bạn ạ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nếu mà biết rõ nguồn gốc thì hãy cam kết là đồng hồ chuẩn, còn không là không dám cam kết đâu ạ. Đấy, cái đây là cái đèn hậu thì quý vị các bạn xem đây này, nó còn rất là đẹp đấy ạ. Đèn hậu cũng còn rất là mới nhá. Đấy, cái cụm đèn hậu này rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị cong vênh hay là nứt vỡ hay là xước sát gì cả. Đấy, rất là đẹp. Cái này là chỉ hơi bẩn một chút thôi ạ. Đấy, đây là những cái vết này là vết bẩn thôi nhá. Rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Thưa với quý vị và các bạn, nó ở cái phiên bản đủ cho nên là xe mới được trang bị. Để tôi rút cái chìa khóa ra cho nó khỏi kêu tinh tinh nhé. Đấy. À, tôi bật luôn cả cái đồng hồ lên để cho quý vị và các bạn xem cái đồng hồ đã nào. Đấy. Đồng hồ đây, chiếc xe này chạy chuẩn 15 vạn km rồi ạ. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn ạ. Đấy, đây là đồng hồ chuẩn này. Có cả camera lùi, cam hành trình trên gương này. Đấy, đầy đủ hết luôn ạ, camera hành trình trước sau. Và nó ở phiên bản đủ thì nó có gương chiếu hậu gập điện quý vị các bạn này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Và ghế là ghế điện luôn đấy ạ. Đấy, ghế là ghế điện. Và thưa với quý vị bạn, ở cái phiên bản này thì nó chỉ có ghế nỉ thôi nhá. Và chủ xe mua về thì đã lên bộ ghế da, chứ nguyên bản nó chỉ có ghế nỉ thôi. Số sàn là ghế nỉ, số tự động mới có ghế da nguyên bản ạ. Đấy, và còn rất là đẹp đây ạ. Thưa với quý vị các bạn là những chiếc xe này là chúng tôi nó hơi bẩn một chút ạ, chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Đây, những cái này là những cái vết bẩn thôi quý vị bạn nhé. Đấy, để cho nó bẩn, chủ xe đang đi sát Tết rồi cho nên là không có thời gian dọn dẹp. Tôi cứ quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem đã. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này. Đấy, có cả những các phím điều khiển này. Vô lăng rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Vô lăng này là chúng tôi cam kết là nó nguyên zin đấy nhá. Mua về là chúng tôi chưa làm gì đâu. Đấy, vô lăng còn nguyên zin cơ, đồng hồ chuẩn, vô lăng chuẩn, cần số cũng chuẩn đây thưa với quý vị bạn. Nếu như chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn xem vào cái vô lăng cần số này là biết luôn ạ. Vô lăng nó nguyên bản nó khác với vô lăng làm lại nhé, cần số cũng vậy ạ. Cần số nguyên bản với cần số làm lại nó khác nhau ạ. Đấy, điều hòa tự động đây ạ, phiên bản đủ nó có điều hòa tự động rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất thì rất là đẹp, không có điểm gì chê đâu ạ. Với những chiếc xe chỉ hơn 200 triệu đồng, hơn 200 triệu đồng mà được chiếc xe đi 7 chỗ 211 như thế này đi thì là quá chất quá đỉnh rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là cái phần nội thất từ phía sau. Phần nhựa đều rất là đẹp đấy ạ. Mặc dù là chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, rất là đẹp này. Ghế này, ghế cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây, tôi quay chi tiết hơn cho quý vị các bạn từ những cái phần trần đấy ạ. Trần cũng rất là sạch sẽ đẹp đấy ạ. Và cửa nóc đấy ạ. Đấy, đã có phiên bản này, đã có cả cửa nóc rồi này. Tôi mở ra cho quý vị bạn cùng xem nhé. À, đây là cái phần check. Đây là cái phần mở cửa sau này. Đấy, một chạm. Cửa nóc một chạm. Đấy, rất là đẹp, rất là hiện đại. Riêng Kia thì option bao giờ cũng là đủ nhất ạ. Đấy. Điều hòa tự động. Đầu CD, đây là đầu CD nguyên bản quý vị các bạn nhé. Camera lùi với lại camera hành trình nó tích hợp vào trên cái gương này đây này. Đấy, rất là đẹp, nội thất rất là đẹp ạ. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi là quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ này rồi. Phải nói là rất là đẹp. Quá tuyệt vời. Đấy, tôi lại đóng cái cửa nóc này lại. Quá tuyệt vời ạ. Rất là mới luôn. Từ táp lô này, táp lô này, đến táp bi các cánh cửa này đều rất là đẹp, rất là mới ạ. Đây, cái cần số này tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem, lại chạy nhiều hay chạy ít là nhìn cái cần số này biết luôn đấy ạ. Nhiều con nó chạy nhiều rồi, bây giờ những cái số này nó mờ hết đi cơ, cần số nó phải bóng hết đi rồi cơ, vô lăng nó cũng bóng như đầu ông sư cơ, thì đấy mới là những chiếc xe chạy nhiều. Đấy, táp bi này, rất là đẹp, rất là mới luôn đấy, mặc dù là chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Và đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Cốp sau mới lại cabo đầu tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem nào. Ốc cabo cũng còn nguyên bản này.
ốc cốp sau này, đây là cái ốc cốp sau, tức là ốc bản lề cốp sau đấy, còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ, chưa mất một phân keo chỉ đâu, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn xem đây, cái đằng sau này nó cũng rất là mới này, phần trần này rất là sạch sẽ này. Phần trần và đặc biệt là cái hai cái ghế này thì gần như những chiếc xe 7 chỗ này là ít có người ngồi. Đấy, ít có người ngồi đến cho nên là cái ghế sau này rất là mới ạ. Và cái này là chủ xe đã lắp thêm đây này, lắp thêm để chở đồ đấy ạ. Đấy, đây là những cái này là chủ xe đã lắp thêm để thỉnh thoảng chở đồ lên những chiếc xe này thì nó sẽ không bị xước cái phần bên dưới. Chính vì nó có cái lắp cốp để chở đồ như thế này. Cái nắp này thì nó hơi bẩn một chút ạ, vì là do thỉnh thoảng để đồ lên đây nó hơi bẩn một chút. Nhưng mà cái phần bên dưới này rất là mới luôn đấy quý vị và các bạn ạ. Đây, đây là cái đồ nghề kích kiếc này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, phải nói là hơn 200 triệu đồng mà quý vị và các bạn được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ, nó tiện dụng như thế này đấy ạ. Chúng ta không chở người thì chúng ta mua về thỉnh thoảng chở đồ cũng rất là ok ạ, rất là hiệu quả đấy ạ. Đấy, rất là rộng, nếu như chạy 5 chỗ mà để chở đồ nữa thì rất là rộng ạ. Đấy, và sau đây thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem là cái táp bi cửa phía sau đấy ạ. Đấy, táp bi này rất là đẹp luôn, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Rất là đẹp ạ, không những nó còn nguyên bản mà nó còn rất là đẹp. Và chủ xe đi thì lại chăm sóc rất là tốt, giữ gìn rất là tốt, nên là chiếc xe nó mới còn là cứng như thế này đấy ạ. Đấy, rất là chắc chắn ạ, đóng cái cánh cửa cũng rất là chắc ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước, bên phụ đây ạ, đều rất là mới, rất là đẹp ạ, keo chỉ nguyên bản hết ạ. Đây, phần nội thất này rất là đẹp. Ghế này, đây cái phần ghế bên phụ này cũng ít người ngồi đến cơ chứ nó mới đẹp như này đấy ạ. Đấy, hơn 200 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Carens 2011 7 chỗ này đấy ạ. Phải nói là rất là tốt ạ. Về cái phần nội ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là cái phần động cơ nhá. Nhưng đầu tiên đi, trước khi đi tìm hiểu về động cơ thì chúng ta phải xem về cái ốc cabo đã này, xem nó có còn nguyên bản hay không, đã có vết tháo chưa. Đây, thưa với quý vị các bạn, ốc cabo nguyên bản nhá. Keo chỉ còn nguyên bản hết đây này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Và còn rất là đẹp. Đấy, cabo, keo chỉ các thứ còn nguyên hết như này đây ạ. Ốc cabo này, ốc chân cabo này đều còn nguyên bản hết. Và riêng về cái nắp cabo của chiếc xe này thì xem rất là dễ đây quý vị các bạn ạ. Phiên bản số sàn nên là nó không có cái nắp này. Và cái nắp này thì chúng ta xem mình rất là sạch sẽ đây. Đấy, và rất là rõ, nhìn đâm đụng hay va chạm hay không là chúng ta nhìn thấy luôn, có vết hay không là nhìn thấy luôn. Và cái phần keo chỉ đây này, thưa với quý vị và các bạn đây, keo chỉ xung quanh cabo cabo này nó còn nguyên bản hết ạ. Đấy, còn nguyên như vậy thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Đấy, và sau đây thì quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ. Đây là cái ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy còn nguyên đấy. Tất cả những cái ốc này còn nguyên hết, chưa có vết tháo nhé. Đấy, tuy có hơi bẩn một chút là do 5 tháng sử dụng. Đấy, những cái 5 tháng sử dụng thì những chiếc xe này nó để là có thể là rỉ sét rồi thì chuột bọ nó vào, nó tè ra, cho nên là cái nước đái chuột nó vào những cái đậu khoang động cơ này thì nó rất là làm hại cái khoang động cơ. Nước đái chuột thì quý vị các bạn xem đấy, nó đái vào chỗ nào là những chỗ kim loại thì những chỗ đấy là nó sẽ hay bị rỉ. Đấy, nhưng mà cái điều đấy là không quan trọng lắm, quan trọng là nó còn nguyên bản. Đây là tôi quay sát vào đây cho quý vị các bạn xem từ cái ốc mặt máy đây nhá, ốc mặt máy hay lại gọi là ốc giàng cò đấy, gioăng giàng cò đấy. Đấy, còn nguyên bản hết đây này, chưa có một cái ốc nào tháo ra đâu ạ. Đấy, tất cả các ốc còn nguyên bản hết ạ. Đây, tôi định tháo ra cho quý vị bạn xem cái nắp này nhưng mà nó chặt quá cho nên là tôi có khi thôi, không tháo ra nữa. Đấy, nó còn nguyên bản hết đây ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Đấy, cái ốc giảm sóc này cũng còn nguyên hết đây này, chưa có tháo ra cái nào cả, tất cả các ốc này nhá. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem này, nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn đấy ạ, và còn rất là đẹp đấy ạ. Quý vị các bạn nhìn thấy không?
từ năm 2011 đến nay thì tính ra là 10 năm rồi. Nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp. Đấy, chất lượng còn rất là tốt đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens số sàn 2011 này thì xin hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Carens phiên bản SX2.0 bản đủ số sàn này nhé. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì xin hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 279 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ này rồi đấy ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình của mình đón một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc, an khang, thịnh vượng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.